thị trường bất động sản sẽ nóng trở lại, sẽ tiếp tục tăng giá khi mà thị trường chứng khoán tạo đáy được từ 6 tới 8 tháng. Lý do tại sao lại như vậy? Thắng ơi sẽ giải thích với quý anh chị em và các bạn trong ít phút tới. Rất nhiều quý anh chị em và các bạn tham gia thị trường bất động sản luôn đặt ra những câu hỏi rằng là nếu thị trường đóng băng, giảm dần cái giao dịch trong thời gian vừa qua thì khi nào thị trường bất động sản sẽ nóng ấm trở lại? Và trước khi đi vào cái chủ đề là làm thế nào để thị trường nóng ấm trở lại thì chúng ta cùng nhau chia sẻ với anh chị em và các bạn về việc lý do tại sao thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua lại có một cái đợt tăng giá mạnh đến như vậy trong suốt 3 năm trở lại đây, 2015, 2016, 2017 và nửa đầu năm 2018. Nguyên nhân sâu xa của việc thị trường bất động sản trong đoạn vừa qua tăng nóng chủ yếu đến từ việc Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ Việt Nam giải quyết cái công việc đó chính là tái cấu trúc các ngân hàng trong giai đoạn 2014-2018. Trong một thời kỳ thị trường bất động sản đóng băng, nợ xấu của các ngân hàng chủ yếu đến từ nợ bất động sản. Và khi mà thị trường bất động sản đóng băng lâu thì các khoản nợ của bất động sản chuyển từ những khoản nợ bình thường thành những khoản nợ xấu. Và những khoản nợ xấu này thì làm cho rất nhiều các ngân hàng gặp rắc rối. Thì trong giai đoạn Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo việc tái cấu trúc các ngân hàng thì chúng ta đã có một số cái chính sách để tháo gỡ cho hệ thống tín dụng trong thời gian vừa qua bằng việc là mở ra một số cái công ty, đặc biệt là công ty VAMC, một trong những công ty mua bán nợ. Đây cũng là một cái động thái kích thích để đem những cái khoản nợ xấu về với VAMC và tạm thời VAMC giữ những khoản nợ xấu này. Đây cũng chính là một cái giải pháp mà cầm hơi thổi ngạt, giúp ích cho các ngân hàng trong cái giai đoạn khó khăn, cầm giúp cho các ngân hàng hoặc là phẫu thuật giúp cho các ngân hàng những cái khoản nợ khó đòi, những cái ung nhọt. Và nhờ đó thì các ngân hàng có thêm vốn, có thêm những cái nguồn lực để tái cấu trúc thành công trong giai đoạn vừa qua. Nhờ vào giấy tờ chứng từ có giá được phát hành của công ty mua bán nợ thì các ngân hàng có thêm nhiều nguồn vốn để dễ dàng hơn trong cái việc là cho vay cũng như là nguồn vốn ngắn hạn của các ngân hàng không bị ảnh hưởng nhiều. Cộng với việc các cái đánh giá về các cái hạn mức nợ của ngân hàng được thay đổi nhờ vào việc là những khoản nợ xấu, những khoản nợ khó đòi thì được VAMC cầm giữ tạm thời. Do đó thì các ngân hàng bớt đi cái căng thẳng về mặt tín dụng cũng như dễ dàng hơn cho việc nới lỏng việc cho vay mới vào thị trường trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó thì trong những năm gần đây, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng mạnh từ mốc 20 tỷ đô la Mỹ cho năm 2014 và tăng vọt lên mức gần 60 tỷ đô la Mỹ cho cuối năm 2017, đầu 2018, cho thấy thì để mua được một cái lượng đô la lớn như thế vào cái dự trữ của ngân hàng thì đã bơm ra thị trường không ít Việt Nam đồng. Nhờ đó mà căng thẳng về cái gọi là tiền đồng trong hệ thống ngân hàng nói riêng và trong nền kinh tế nói chung thì được nới lỏng. Qua hai cái tác động của việc là ngân hàng thì được hỗ trợ, được hà hơi thổi ngạt, nền kinh tế thì tiền đồng được tác động nhiều hơn, được bơm ra nhiều hơn, do đó thì dòng tiền có phần nhiều hơn và tác động đến thị trường bất động sản nói riêng và rất nhiều những các cái thị trường khác trong giai đoạn vừa qua. Trong đó thì có thị trường chứng khoán cũng được hưởng lợi rất là nhiều. Giai đoạn 2015-2018, ngoài thị trường bất động sản được thổi căng, tăng có những khu vực lên tới 3-4 lần thì thị trường chứng khoán không phải là ngoại lệ. Có những cổ phiếu, có những doanh nghiệp đã tăng gấp 10 lần, gấp 15 lần. Và nhìn chung thì thị trường chứng khoán cũng đã có một cái giai đoạn tăng nóng từ 580 điểm lên tới 1.210 điểm vào khoảng tháng 4 năm 2018.
trao đổi sơ bộ với quý anh chị em và các bạn một vài cái lý do chủ chốt liên quan tới việc tại sao thị trường bất động sản lại có việc tăng tốt và nóng trong giai đoạn vừa qua, chủ yếu là giải quyết cái công việc của ngân hàng nhà nước, của chính phủ về việc tái cấu trúc ngân hàng và làm cho thị trường bất động sản thì nóng hơn, tăng nhiều hơn để các khoản nợ xấu thì bớt xấu đi, các khoản nợ khó đòi thì có thể đòi được. Nhờ đó mà ngân hàng nhà nước có thể tái cấu trúc thành công các hệ thống các ngân hàng, những ngân hàng nào yếu kém thì đã được ngân hàng nhà nước nói riêng và chính phủ nói chung cho phá sản hoặc là mua lại không đồng. Và chúng ta thấy được rằng là đến nửa cuối năm 2017 thì thị trường bất động sản chúng ta trải qua 3 năm tăng nóng, tăng mạnh. Rất nhiều khu vực tăng 3 lần, 4 lần, thậm chí 5 lần so với nửa cuối năm 2013, đầu năm 2014. Chứng khoán thì cũng như vậy. Rõ ràng là rất nhiều người, rất nhiều những nhà đầu tư bất động sản, dân chúng thông thường cũng đều được hưởng lợi chung. Những người có sở hữu một sản phẩm bất động sản, dù là sản phẩm đầu tư hay là sản phẩm để ở, đều nhìn thấy được cái sự tăng của giá trong đoạn vừa qua. Chúng ta kết thúc cái câu chuyện là giải thích cái lý do tại sao thị trường tăng, và chúng ta hiểu được một phần nào đó là nguyên nhân chủ yếu là đến từ gọi là chính sách của nhà nước. Vậy thì khi nào thì thị trường bất động sản bước vào giai đoạn đóng băng theo nhận định trước đây của nhóm chúng tôi, thì sắp tới thì khi nào thì thị trường bất động sản sẽ nóng trở lại, chúng ta sẽ quay lại trong ít phút tới. Một cái dấu hiệu rất dễ để quý anh chị em và các bạn nhận ra được việc đóng băng của thị trường bất động sản. Đóng băng ở đây chúng tôi có thể hiểu theo nghĩa rộng, tức là số lượng giao dịch trên thị trường bất động sản giảm dần và trở về cái mốc là không có giao dịch. Thì dấu hiệu đó đến từ việc là chúng ta nhìn nhận trên thị trường chứng khoán. Nếu như thị trường chứng khoán bước vào cái giai đoạn gọi là tạo đỉnh, thì đó, kể từ thời điểm đó 6 đến 8 tháng thì sẽ có thể là nhận ra được là thị trường bất động sản bắt đầu bước vào cái giai đoạn khó khăn. Tháng 4 năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam tạo đỉnh 1.210 điểm. Và với những cái lập luận, những cái chia sẻ có thể đã đem lại những cái cơ sở dữ liệu cũng như những tài liệu tham khảo rất tốt cho các nhà đầu tư trong cách đây khoảng tầm 1 năm trước, chúng tôi đã chia sẻ về việc là thị trường bất động sản sẽ đi vào giai đoạn đóng băng khoảng vào quý 2 năm 2019 và được chia sẻ trước đây cả năm. Đúng không anh chị em và bạn? Thì sau 6 tháng kể từ tháng 4 năm 2018, tức là nằm ở khoảng tầm tháng 10 năm 2018 và đến đầu năm 2019, thì thị trường bất động sản bắt đầu chậm trong cái xu hướng của cái việc là giao dịch, số lượng giao dịch càng ngày càng ít đi và chậm lại. Ngược lại với cái việc dự báo thị trường có những cái dấu hiệu của tiêu cực, thì chúng ta có thể dự báo thị trường tích cực nhờ vào việc là quan sát thị trường chứng khoán, dòng tiền, chính sách của chính phủ và những cái hỗ trợ kinh tế vĩ mô trong thời gian sắp tới có thể sẽ tích cực trở lại vào một cái thời điểm mà thị trường tác động nhanh nhất là và trực tiếp nhất vào thị trường chứng khoán trước. Từ đó nó sẽ tạo ra cái khu vực, cái vùng tạo đáy của VN Index. Từ cái việc mà chúng ta nhìn thấy VN Index đã có dấu hiệu của tạo đáy, thì 6 tháng sau, 8 tháng sau thì bắt đầu thị trường bất động sản sẽ có những cái sự tháo gỡ nhất định, và dần dần sẽ có cái câu chuyện đó là phá băng để tiếp tục nóng trở lại. Và nhờ vào cái việc đánh giá nhận định như vậy, thì chúng ta cũng có thể trong cái giai đoạn từ 6 đến 8 tháng kể từ khi thị trường chứng khoán tạo đáy, thì chúng ta có thể quan sát và nghiên cứu thêm những chính sách vĩ mô gì tác động lên thị trường tiền tệ, tác động lên thị trường chứng khoán. Từ đó thì chúng ta có thể suy ra được rằng là thị trường bất động sản có thể sẽ bắt đầu ấm nóng trở lại trong cái thời gian sắp tới. Như vậy là nhiều người sẽ hỏi rằng là vậy thì khi nào, thời điểm là khi nào? Chúng ta dễ, bởi vì chúng ta đầu tư bất động sản, chúng ta hoàn toàn có thể view trên thị trường chứng khoán. Chúng ta nhìn thị trường chứng khoán rồi chúng ta có thể cộng thêm từ 2 quý tới 3 quý. Và bắt đầu khi mà có cái thời điểm chính xác của việc tạo đáy chứng khoán trước, thì chúng ta sẽ suy ra cái thời điểm mà thị trường bất động sản sẽ gọi là ấm nóng trở lại.
Và từ đó thì cũng có thể dự báo cho anh chị em và các bạn thấy được rằng một vài cái chính sách của bất động sản có thể được thông qua. Tôi lấy ví dụ như là luật đất đai, ví dụ như là những cái chính sách về cái ngày xưa nó gọi là đặc khu kinh tế, nhưng mà chúng ta bây giờ gọi là những cái chính sách của cái khu vực hành chính đặc biệt mà chính phủ mình đang muốn nghiên cứu để thông qua cho Phú Quốc, cho Vân Đồn, cho một số cái khu vực mà chịu, tức là được hưởng lợi nhiều từ những chính sách của chính phủ, cũng như là có thể chúng ta sẽ có một cái giai đoạn nào đó mà chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ là sẽ nới lỏng hơn. Nhờ việc nới lỏng thì tiền sẽ có thể chảy vào thị trường nhiều hơn, có thể có một cái dòng tiền tốt hơn để tiền không chỉ chảy vào chứng khoán làm cho thị trường chứng khoán tạo đáy, mà tiền hoàn toàn có thể chảy lan tỏa vào các lĩnh vực khác. Những cái chính sách liên quan tới việc ví dụ như là cơ sở hạ tầng làm đường cao tốc Bắc Nam, hay là ví dụ như chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những cái đổi thay về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch của Việt Nam có thể sẽ là một cái nguồn cơn tác động, hoặc là cái bất động sản của khu công nghiệp, cái dòng vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam mở thêm nhiều nhà máy, mở thêm nhiều khu công nghiệp mới, thì đó cũng là những cái kỳ vọng và chúng ta không cần phải dự báo trước, chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra những cái dấu hiệu đó trong cái giai đoạn sắp tới nhờ việc quan sát thị trường chứng khoán, nhờ việc quan sát chỉ số chứng khoán VN-Index, và nhờ vào việc mà chúng ta nhận ra và ghi chép lại những cái chính sách kinh tế vĩ mô, những chính sách tài chính tiền tệ, những chính sách mà ngân hàng nhà nước đưa ra, dòng tiền để đưa một cái thị trường như thị trường bất động sản có thể đóng băng hay có thể tăng giá nóng sốt đều phải bắt nguồn từ những hỗ trợ chính sách của chính phủ, đều phải hỗ trợ từ cái chính sách kinh tế vĩ mô, và đặc biệt là chính sách tài khoá về việc nới lỏng tiền tệ, hoặc là tác động trong cái câu chuyện hỗ trợ về mặt tín dụng của các ngân hàng nới lỏng hơn, hạ lãi suất nhiều hơn, thì nhờ đó thì các cái kênh khác ngoài bất động sản mới có thể tăng giá được, chứng khoán có thể tăng giá được, bất động sản có thể tăng giá được, và các hoạt động kinh doanh của chúng ta trong thực tế mới có thể tốt hơn được. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị em và các bạn.